without distinctions, of territories or colors. People today have fallen into disasters, wars, miseries, and nhìn bóng dáng của những cây đại thọ đang đứng sừng sững chống đỡ cho căn nhà Phật giáo Việt Nam thống nhất ở tại Hoa Kỳ này và trên thế giới. Bóng dáng của những cây đại thọ này còn được bao nhiêu ngày tháng với chúng ta. Niềm quý báu này, kính bạch chư tôn thiền đức, cho chúng con xin được một tràng pháo tay nữa thật lớn. Hai vị bà đồng trưởng ban tổ chức tỳ kheo Thích Minh Hồi, tỳ kheo Thích Nguyên Triều. Namo Shakyamuni Buddha, respectfully greeting to the most venerable Sangha, dear distinguished guests, communities, associations, and fellow Buddhists. As we are gathered here today on a Thank you.
nên chương trình văn nghệ cứ tiếp tục. Và chính vì lẽ đó mặc dù chư Tôn Đức dùng xong rồi đó, chúng con kính cung thỉnh chư Tôn Đức với ngài Hoan Hỷ Từ Bi vô ngồi ở trong trong đó để mà thưởng thức chương trình văn nghệ kéo dài của 4 tiếng đồng hồ lận. Và người ca sĩ, các anh chị em gia đình Phật tử của các đơn vị từ thiện của vùng San Diego này đóng góp. Đây là một chương trình rất là hay và ủng trợ tinh thần cho chúng con. Và thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh quý ngài và kính bạch chư Tôn Đức, giờ này đây chúng con xin được giới thiệu vị Địa Hòa Thượng trưởng ban tổ chức cùng chư Tôn Thượng Tọa, chư Tôn Đức Ni đại diện cho các từ viện của cộng đồng San Diego sẽ đảnh lễ chư Tôn Đức, dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô kính mừng bài